Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần hằng ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thánh lễ này xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Duce, Duce Đinh Khắc Thiện, Duce Phan Văn Thành, Elizabeth Lê Thị Liễu, Maria Trương Thị Diễm, Maria Vũ Thị Hạt, các đặng linh hồn Doan Nguyễn Thanh Hùng, linh hồn Katarina Diễm Khổng, các linh hồn nơi luyện ngục Cecilia Trần Sophia, linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ và các đặng linh hồn trong gia đình Hùng Phượng, xin đền tạ hai thánh tâm Chúa và mẹ Maria. Giờ đây mỗi người chúng ta thành tâm ăn năn thống hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận điều thiếu son, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì, mà tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. Quả thật, tôi không thấy lương tâm ái nái điều gì. Nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đứng xét xử tôi chính là Chúa. Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn. Trước ngày Chúa đến, chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. Đó là lời Chúa. Người công chính được Chúa thương cứu độ. Cứ
tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sông yên hàng. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được huy chi tối lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh. Công lý bạn, Người sẽ cho quy hoàng như chinh ngõ. Hãy làm lành lanh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Chính nhân được Chúa thương cứu độ và bảo vệ che chở cho buổi ngặt nghèo. Chúa phù trợ và Người giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ân nao bên Người. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, các người Pha-ri-sêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: các môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ của ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời: chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: chẳng ai xé áo mới lấy vải vá vào áo cũ. Vì như vậy, không những họ xé áo mới mà làm cho miếng vải mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư, nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai lấy rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hôn nhân gia đình là chuyện đại sự trong văn hóa của người Việt Nam. Khi ấy, hai đôi bạn trẻ đến với nhau và để quyết định lập lên một gia đình mới. Gia đình trở thành một trong những yếu tố căn cốt của đời sống xã hội người Việt. Chúng ta nghe ca dao và tục ngữ cho chúng ta thấy chuyện lấy vợ gả chồng là một điều gì đó rất thiêng liêng và hệ trọng của cả đời người. Ai ăn cau cưới thì đền, tuổi tôi còn bé lên chưa lấy chồng. Hay ca dao và tục ngữ còn đi xa hơn khi nói đến đời sống đạo và đời sống đời như thế này: amen lạy Đức Chúa Trời, xin cho bên đạo bên đời lấy nhau. Chuyện gả lấy vợ và gả chồng đã trở thành một điều gì đó rất quan trọng. Cho dù đời sống nghèo khổ hay giàu sang thì việc đám cưới là một chuyện đương nhiên. Do đó, ca dao và tục ngữ cho chúng ta thấy những hoàn cảnh xuất thân
từ các đôi vợ chồng họ vẫn đến với nhau trong nghĩa thủy chung son sắt. Người ta giàu thì đầu heo mâm thịt, hai đứa mình nghèo thì cặp vịt đôi bông, làm cho cha mẹ vui lòng, đèn lên đôi ngọn bá tòng xứng đôi. Trong văn hóa của người Do Thái, hôn nhân và gia đình cũng có một ý nghĩa rất quan trọng. Khi Đức Giêsu ra đi rao giảng tin mừng của Ngài, Ngài cũng thường dùng hình ảnh về đám cưới, về hôn nhân để truyền tải sứ điệp tin mừng của Ngài. Trong đoạn tin mừng mà cộng đoàn vừa nghe, khi những người Pha-ri-sêu và những người kinh sư trách cứ Đức Giêsu và các môn đệ Ngài không ăn chay, Đức Giêsu đã dùng hình ảnh tiệc cưới để nói lên rằng đám cưới là một ngày vui, là một ngày trọng đại, và người tân lang trong đám cưới ấy chính là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể. Vì vậy, không có chuyện ăn chay trong ngày rất vui của trần gian, ngày mà Con Thiên Chúa đến trần gian và đính ước hôn nhân với nhân loại. Cũng vậy, Đức Giêsu dùng hình ảnh rượu mới và bầu da mới để nói lên niềm vui mà nhân loại đang có khi Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đến và đồng hành với họ. Cũng như Đức Giêsu lại dùng chính hình ảnh áo mới và vá vào áo cũ, điều đó không tương thích khi người ta nhận ra rằng Đức Giêsu chính là vị tân lang của giao ước mới, đấng đã đến để mang ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa giữa dòng đời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, chúng ta là những người Kitô hữu. Đức Giêsu đã dùng chính giá máu của Ngài để cứu chuộc chúng ta. Vì vậy, đời sống của người Kitô hữu là một đời sống mang lại niềm vui. Trước hết, niềm vui vì Thiên Chúa đã yêu thương tôi, ban cho tôi niềm vui và được sống muôn đời cùng với Chúa. Thiên Chúa cũng mời gọi tôi đem niềm vui mà chính tôi đã được lãnh nhận nơi Thiên Chúa trao ban cho anh chị em của mình. Thế nên, thưa anh chị em, đời sống của người Kitô hữu không phải là một đời sống thất vọng, nhưng là một đời sống hy vọng vào chính Thiên Chúa, đấng đã đến để cứu độ mỗi người chúng ta. Đức Giêsu là vị tân lang của giao ước mới, vị Thiên Chúa đã đến và mà Ngài mang niềm vui của ơn cứu độ đến cho nhân trần. Chúng ta, những người được rửa tội trong danh Đức Giêsu Kitô và trong danh của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi trong cuộc sống hàng ngày phải cảm nhận tình yêu và lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho mình, để rồi chúng ta cũng được mời gọi lên đường mang tình yêu của Chúa đến cho anh chị em. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con xin dâng lên Chúa để trở nên của uống bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và lao công của con người. Chúng con xin dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cùng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thâm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Với lòng yêu mến thiết tha, chúng con ca ngợi người chịu chết. Với đức tin sống động, chúng con tuyên xưng người sống lại. Với niềm cây trông vững vàng, chúng con trông đợi người đến trong vinh quang. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ngày sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Michael, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa,
Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyên rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Nhi Chúa, Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Oh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiền thiên quang, xin cho bi tinh này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phụng vụ Chúa trong anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Amen.